Kênh YouTube Bonsai Lệ Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Xin chào anh Lợi ơi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên. Tiếp tục ngày hôm nay làm clip là 778 nha bà con. Hôm nay có khoảng 34 tác phẩm để giao lưu báo giá cho bà con của mình qua số điện thoại game 0-7728-7278 nha. Thì hôm nay có một số mặt hàng đầu đồng sale là thu hồi vốn lỗ vốn cho bà con luôn nha. Qua thì bà con của mình mong bà con mình ủng hộ trong clip này. Thì đầu tiên cho em xin giới thiệu nha, đây là một cái bộ thư, đây bộ thư đại tự nha bà con. Đây bà con mình xem thì chất liệu là bằng gỗ cỏ, này đã được là đánh bạc ly mới này nha, rất là đẹp luôn bà con mình xem. Cái này thì được tô son thiếp vàng nha, đây là cái chữ Tâm Phúc. Đây chiều ngang như thế này em đo là khoảng tổng luôn nha, đây bao gồm luôn là 108 nha bà con. Đây 108, còn chiều rộng ra là khoảng 46 nha. Đây chữ Tâm Phúc, chất liệu là gỗ gõ này còn nguyên khối nha. Đây bà con mình xem nguyên khối nha bà con. Đây cái này được đánh vật ni sáng mới rồi, rất là đẹp. Đây cái này cũng là nguyên khối luôn, hai câu đối với nhau nha. Câu đối thì có cái chiều dài tầm khoảng là 97, còn chiều ngang nha, chiều ngang thế này là khoảng 25. Đây tô son thiết vàng rất là đẹp, bà con mình xem phía trên là một cái con chim phượng hoàng hai bên. Đây và hai câu đối với nhau nha. Đây một bên đó là câu đối là Tử Hiếu Tôn Hiền Dạng Đại Vinh nha, còn bên đây là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Bà con mình xem thì gỗ này cũng là gỗ liền khối hết luôn. Đây gỗ liền khối nha bà con, không hề ghép nha. Bà con mình xem kỹ, hàng có sao thì em báo bà con mình vậy nha. Đây rất là đẹp, đây đánh mặt ni mới đẹp luôn nha. Giá giao lưu cho bà con của mình có giá là 6.500.000 đồng thôi nha, nguyên một bộ như thế này. Đây rất là đẹp nha bà con, Tâm Phúc. Và đến với mã số 2Y là một hai cuốn thư. Đây hai cuốn thư hai câu đối nha bà con mình xem, được khẩm ốc 7 màu, ốc Singapore 7 màu lấp lánh luôn, sáng lấp lánh rất đẹp nha. Lành tích liền lạc, gỗ gõ nguyên khối cho bà con của mình luôn nha. Để em đo gàm báo cho bà con của mình luôn. Đây tổng cái chiều dài như thế này nha là khoảng đây chiều dài là 2m 23 nha. Đây 223, đây bà con xem rất là dày và nặng nha. Chiều ngang là khoảng 25 thôi, còn chiều dày cái này là khoảng 3 phân nha bà con, rất là dày và nặng nha. Đây cẩm con rồng rất là đẹp luôn, viền bên hông bà con mình xem, hàng lành tích không hề bong chóc nha. Đây ốc màu lóng lánh luôn nha bà con, hai câu gỗ gõ liền khối nha. Đây bà con mình xem, đây rất là nặng nha bà con, dày nặng lắm nha, nguyên miếng luôn nha bà con. Đây 3 phân nha, chiều dày tới 3 phân luôn nha bà con, 2m22 là chiều dài nha. Rồi để hai câu xích lại nha. Đây hai câu bà con mình xem, đây rất là đẹp. Em có dịch ra hai câu đối cho bà con của mình luôn nha. Này là long lăng, xích là này long lăng, còn câu đối một bên này á là phúc sinh phú quý gia đình thịnh nha. Bên đây là Lộc Tiến Vinh Hoa Tử Tôn Hưng, rất là ý nghĩa nha bà con, của những người xa xưa người ta để lại nha. Thì bộ này em giao lưu cho bà con mình bao ship toàn quốc luôn nha, có giá là 15 triệu đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình nha. Dài 2m23 nha bà con, chiều dày là 3 phân. Thôi bà con mà mình xem không rõ không kỹ các bạn giao lưu cho bên em để em chụp hình đầy đủ chi tiết bà con của mình xem thêm. Và đến tiếp theo là mã số 3Y. Mã 3Y này thì có về được một cái bàn trang điểm nha, con mình xem rất là đẹp luôn. Đây bàn trang điểm được thập ốc, đây ốc màu lóng lánh Singapore nha, hàng này là bao con của mình nha. Có cái chiều cao như thế này em đo là khoảng cao tổng thể luôn nha, tầm 158. Đây ốc viền xung quanh này con mình xem, chiều ngang cái mặt bàn như thế này là tầm mặt bàn không ra là 117. Đây ngang 117 nha, còn cái mặt gương ở bên trên mặt khung phủ bì luôn là khoảng 67, rất là đẹp bà con mình xem, không hề bong chóc nha, gỗ gõ rất là cứng cáp nha bà con. Có những cái học cho bà con của mình để nữ trang luôn, đây bà con mình xem hai bên, đây bà con mình xem nha, rất là đẹp, lành tích hết. Đây đây rất đẹp nha, tủ đây, tủ này vẫn còn ok luôn, và bàn cũng được cẩm ốc luôn nha, rất là dày dặn và nặng nha bà con, hàng thì lành tích hết. Ghế cũng được sẵn luôn nha bà con. Đây, không xem. Ghế thì em đo bàn, ghế cho bà con mình xem luôn. Ghế thì chiều cao là khoảng 39 nha. Đường kính cái mặt ghế á, là tầm
32. Đây, rất là cứng cáp, cho mình xem mặt bên trong. Đây, rất là đẹp nha. Hàng thì làm tích cho bà con của mình. Bà con mình xem không rõ không kỹ thì kết bạn Zalo thì bên em để em chụp hình đầy đủ chi tiết cho bà con của mình xem thêm. Đây, bàn và ghế bên hông đi nha, bên hông. Mẫu này thì em giao lưu cho bà con của mình có giá là 28 triệu nha, 28 triệu đồng. Bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Bà con của mình ở gần thì đến để mà xem, còn ở xa thì các bạn Zalo để em chụp hình đầy đủ chi tiết thêm nha. Rất là đẹp. Giờ đến tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 này là một cây tủ trưng bày, tủ gõ, bà con mình xem. Hàng này cũng từ 20-30 năm thôi, bà con mình xem nha, nhưng mà làm tích liền lạc hết. Được lộng những cái khung viền bông này, bà con mình xem rất đẹp. Bà con mình chỉ kinh những rượu hoặc là những cái món của mình yêu mến nha, mình kinh ở đây. Đây, tủ thì có cái chiều cao to là khoảng chiều cao luôn á, là tầm 186. Đây, 186 nha. Còn chiều ngang 94. Đây, chiều ngang là 94, còn chiều rộng ra, chiều rộng khoảng 33. Có cái hộp đây để đồ luôn nha bà con, cho bà con mình để đồ luôn, trên đây cũng vậy. Đây, còn đây là một cái cánh cửa nha. Đây, đây bà con mình xem, làm tích hết nha. Đây, những khuôn viền hoa văn người ta lộng rất là đẹp. Đây, bà con mình xem, làm tích cho bà con của mình luôn. Bốn chân quỳ được chạm rất đẹp nha bà con, bốn cái chân của nó chạm rất là đẹp. Đây, bốn chân quỳ, hàng làm tích liền lạc, và bà con của mình bày đồ chân đồ thì rất là đẹp nha. Cây này thì cũng được tính là sáng bóng đó nè, con mình xem, hàng thì làm tích hết. Cái tủ này thì em giao luôn cho bà con của mình có giá là 21 triệu nha, 21 triệu đồng, bao ship bà con của mình là 300 km nha, tại vì hàng này thì ship đi cầu trời thì rất là nặng. Đây, nhìn bên kia. Đây bà con mình xem, và tới đến theo là mã số 5 y. Đứng dịnh luôn. Mã số 5 là một cái bức tranh đồng quê, bà con mình xem rất là đẹp, nói về một cái tích quê hương, những cái phiên chợ búa của người nông dân. Và bà con mình xem từng cái đường nét và chi tiết một rất là có hồn nha bà con. Ốc thì rất là đẹp luôn, ốc bà con mình xem cái màu ốc đây. Đây, ốc màu xanh vô, đây màu xanh lóng lánh luôn nha. Tranh này có chiều cao em đo tổng thể luôn nha là khoảng 107. Đây, 107 chiều cao nha, tấm tranh này bự hai người kia nha bà con. Dài tổng thể là 217. Làm tích nha, miếng gỗ chính giữa là gỗ liền khối. Đây, còn chiều dày của bức tranh nó em đo là khoảng 4 khoan. Đây, gỗ chính giữa này là liền khối nha. Đây, liền khối này luôn để em có đo nữa. Đây, đây chính giữa liền khối là khoảng 65 luôn nha bà con, nguyên miếng gỗ lớn này luôn nha. Đây, gỗ lớn thì bây giờ rất là hiếm và rất là ít nha, không còn nữa đâu. Cái nước ốc thì bà con mình xem, hàng ốc này là bao bà con mình là ốc nhập, ốc của Singapore luôn. Cái màu thì rất là đẹp, lóng lánh luôn nha. Cây đa đầu đình và những cái phiên chợ, con mình xem, những người nhóm chợ họ chợ đó nha. Nhà bên là một những người đi đánh bắt cá thuyền bòm, thì tượng trưng cho thuận bòm xuôi gió. Đây bà con mình xem, người mẹ dắt con đi học qua cầu đó nha. Nói chung bức tranh này nói lên là rất nhiều điều ý nghĩa nha. Đây, quay mặt sau lưng cho bà con của mình xem, hạ xuống thôi. Cho nằm xuống luôn đi. Đây bà con mình xem, mặt phía sau lưng này cũng được cho là người ta làm rất là kỹ luôn nha. Cái này người ta đắp keo vào để đừng nó cho nó mà mo khi mà thời gian về lâu. Người xưa người ta làm thì nói chung rất là cẩn thận, rất là kỹ luôn. Con mình xem rất là đẹp, đố thì rất là chắc chắn luôn nha, rất là nặng. Tấm này là từ 2 người B trở lên mới nổi nha bà con. Rồi, những là tấm này em giao lưu cho bà con của mình có giá là 24 triệu nha, bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Tranh này tranh lớn nha bà con. Đây, đây rất là nặng nha bà con mình xem không rõ không kỹ thì các bạn Zalo thì bên em để em chụp hình đầy đủ chi tiết cho bà con của mình xem thêm. Đến với mã tiếp theo số 6Y này là một cặp nai. Đây, một cặp nai rất là đẹp luôn, bằng đồng nha bà con. Chiều cao này tổng thể con nai cao khoảng 28, chiều dài của nó là khoảng 15 thôi. Đây, đôi này thì bà con mình xem nhìn rất là hồn, nặng là khoảng là 1,7 kg nha. Đây, chôn đế đây bà con mình xem nha. Cặp này em giao lưu cho bà con mình giá 1.300.000 nha, 1.300.000 đồng. Bên em bao ship toàn quốc bà con của mình. Mã số 7 này là tác phẩm là Quan Âm, đồng tử Bái Quan Âm nha. Có chiều cao là khoảng 21, chiều dài 16 thôi. Đây bà con mình xem, chất liệu là bằng đồng xưa cũ nha bà con, nặng 1,2 kg. Đây, bà con mình xem, trong đế này nha,
giao lưu bà con mình hữu duyên là 800.000 thôi nha, 800.000 đồng. Hôm nay có một số mặt hàng đồ đồng sẽ sale cho bà con của mình cái giá rất là hữu nghị luôn. Mã số 8Y này là một con rắn kim tiền có chiều cao thế này là khoảng 14, hoành đế là 31 nha, trong đế đó bà con mình xem. Hàng thì bà con mình xem chả bảo đảm bà con mình đồng 100% nha. Đây giá chỉ là 300.000 thôi nha, 300.000 đồng bao ship toàn quốc. Đây. Và mã tiếp theo là số 10, số 9Y này là một cặp voi kim tiền có cái chiều cao là khoảng 13, chiều dài 16 thôi. Chất liệu là bằng đồng luôn bà con mình xem nha, hai con voi rất là hồn. Nặng 1,5 kg nha. Đây hữu duyên bà con mình giá chỉ 1 triệu thôi nha bà con, nặng 1,5 kg, 1 triệu đồng một cặp luôn, hai con luôn. Mã số 10Y là một con heo giữ tiền nha. Đây miệng của nó rất là vui vẻ tươi cười cho bà con của mình. Chiều cao là em đo khoảng 15. Hoành này là 39 nha, nó nặng khoảng 2 kg. Trong đế đó bà con mình xem nha. Đây mặt của nó đây, ôm một hổ tiền. Giá giao lưu bà con của mình là 1.300.000 nha, nặng 2 kg, 1.300.000 đồng. Đến với mã tiếp theo số 11. Số 11Y này là một tác phẩm là mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm cởi rồng nha, nặng 1,9 kg. Đây bà con mình xem, mẹ Quan Âm cởi rồng chất liệu là bằng đồng luôn. Rồi có cái chiều cao này em đo là tầm khoảng 24, hoành đế tổng là 42. Đây giao lưu cho bà con của mình giá là 1.700.000 nha, 1.700.000 đồng bao ship toàn quốc luôn cho bà con của mình. Rồi đến với mã tiếp theo số 12Y là một cái này là gạt tàn thuốc thủy quân lục chiến bằng đồng nha bà con. Đường kính 17, chiều cao này khoảng chừng 5 phân thôi. Đây hoành như thế này em đo là 53, hàng rất là nặng là nguyên khối nha, đồng nguyên khối. Đây là dày, cái này nó nặng tới là khoảng 2,7 kg lần nha. Đây trong đế đây, còn này là thủy quân lục chiến nha. Giá 1.600.000 nha, 1.600.000. Đây một số món đồ đồng ngày hôm nay em sẽ sale cho bà con của mình thu hồi vốn luôn nha. Ở mã số 13 một tác phẩm là sông trầm cửu long, chiều cao là khoảng 14. Đây, và bà con mình để trong hương vào đốt nha. Hoành 42. Đây. Cái này thì nặng cũng tầm khoảng là 1 kg thôi, 1 kg thôi nha. Đây bà con mình xem rất là đẹp. Giá là 1 triệu đồng nha bà con, 1 kg giá 1 triệu đồng. Đây bà con nào mình xem không rõ không kỹ thì cứ liên hệ bên em nha, để em chụp hình cho bà con của mình xem thêm. Mã 14Y là một cái gạt tàn thuốc thủy quân lục chiến đồng nguyên khối. Đây bà con mình xem, cái này rất là dày và nặng nha bà con. Cái này nó nặng khoảng là 800g luôn nha, đường kính nó 8 phân thôi, cao là tầm 4 phân, rất là dày và nặng. Cái này 500.000 nha, 500.000 đồng. Đây mọc bên dưới kênh là thủy quân lục chiến nha. Đây đào nặng Huế, 500.000 đồng bao ship cho bà con của mình luôn. Mã số 15, một cái sông trầm là sông trầm này giống như là con phượng hoàng nha, hai bên quay rồng. Chiều cao em đo là 27, ngang như thế này là 19 nha. Đây bà con mình về để trầm hương vào đây đốt rồi. Đây đồng là làm tích liền lạc nha. Giá của nó là 1.200.000 thôi nha, nặng cũng 1,2 kg. Đây 1.200.000. Bà con mình về mình để trầm hương vào mình đốt nha. Những sông trầm này để trầm hương vào mình đốt. Mã số 16Y là một cái chiếc dĩa. Đây chiếc dĩa bằng đồng luôn, nói về tích là tết thiếu nhi nha bà con, mấy cậu bé đang vui sưng múa lăng đó nha. Đường kính là khoảng 18 thôi. Đây bà con mình xem, rất là dày và là dặn nha. Cái này cũng rất là nặng. Đây rất là dày, nặng 1,1 kg luôn nha. Giá cho bà con của mình là 1 triệu đồng thôi. Đây 1 triệu đồng nha, chất liệu là bằng đồng. Bà con bên mình về kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em nha, đúng mặt hàng đúng sản phẩm thì bà con của mình nhận nha. Mã số 17Y một cặp hồ lô long phụng, chiều cao 19, hoành chân đế này là 30. Cặp này nặng khoảng 1,4 kg thôi nha, hồ lô hút lọc long phụng nha bà con, chất liệu bằng đồng. Cặp này em giao lưu bà con mình giá 1 triệu đồng một cặp nha, 1 triệu đồng bao ship bà con của mình. Rồi mã tiếp theo số 18 này là một cái cuốn thư bằng đá nha bà con mình xem. Đây cuốn này là cuốn kinh với nhau con, cái này bằng đá nha, chiều dài là khoảng 46, bà con của mình hữu duyên, chiều càng ngang lên là khoảng 20. Đây hàng thì đá làm tích liền lạc nha bà con. Đây bà con mình am hiểu những cái chữ kinh thư này bà con mình đọc ra được nha. Giá cho bà con mình hữu duyên là 1.800.000 đồng nha, 1.800.000 bao ship toàn quốc bà con của mình. Mã số 19 là một cặp bình hoa, chất liệu là đồng. Bình hoa nói về là những cái con chim hạc nha bà con. Đây và những cái đám mây rất là đẹp, có chiều cao là 29, đường kính miệng 7 phân thôi, hoành bụng là 45. Đây cân nặng cũng là 5,4 kg, một cặp này nặng 5,4 kg luôn nha. Đó bà con mình xem đây, trong đế này nha, rất là nặng và dày dặn nha bà con. 5,4 kg em giao lưu bà con mình giá 1.600.000 thôi nha, 1.600.000. Đây giá này là giá sale lỗ vốn luôn nha bà con. Mã số 20Y này là một tác phẩm bắc tiên quá hải nha, có cái chiều cao là khoảng 10 phân đi, chiều ngang là 22. Đây nặng khoảng 1,5 kg.
chôn đế đó bà con mình xem nha, 8 cái nhị tiên nha bà con, mặt sau lưng là một cái lá sen. Đây, hữu duyên bà con của mình có giá là 800 ngàn nha, 800 ngàn đồng. Và đến với mã số 21 là em có hai cái dĩa xưa, dĩa người ta đựng cái cây ngày xưa bằng đồng đó nha bà con, về trà đánh bóng đi sinh linh rất đẹp, đường kính một cái là 23 thôi. Đây, hàng thì làm tích, về bà con mình vệ sinh đánh bóng lên giùm em nha, một cái em giao lưu bà con mình 400 ngàn. Đây, một cái 400 nha bà con, anh có hai cái bà con mình lấy một cặp em sẽ giảm cho bà con của mình luôn. Mã số 22 là một cặp chân đèn sông Long, đây sông Long chân châu nha, có chiều cao là khoảng 24, đường kính miệng 8 phân. Chân đèn này bà con mình về để đèn cày lên đây đốt thôi nha, ta thường để đốt đèn cày. Đây, chân đèn thờ cúng nha, con mình xem chất liệu bằng đồng. Cặp này giá 1 triệu đồng nha bà con, 1 triệu đồng. Đây, rồi đến với mã số 23, một tác phẩm Phật Di Lạc ngồi trên lưng cá chép, tai bê thổi vàng nha, miệng vui vẻ và luôn tươi cười. Có cái chiều cao thế này em đo là khoảng 43, hoành chân đế này là 62 nha, cao 43 nha bà con. Đây, hoành đế 62, nặng 6,5 kg lần nha. Đây, 6,5 kg. Bà con mình hữu duyên mình sưu tầm ẩn về cho nhà gia đình mình hút vô gia đình mình và vui vẻ với gia đình mình luôn nha. Lung đế đó bà con xem rất là nặng, 6,5 kg. Hữu duyên bà con mình giá là 3.300.000 đồng nha, 3.300.000. Và mã tiếp theo số 24, một tác phẩm Mẹ Quan Âm Cửu Long chín rồng, có chiều cao là khoảng 34. Đây, có cái hoành đế như thế này là 50, nặng là 5,2 kg. Đây, Mẹ Quan Âm và chín con rồng luôn, con mình xem nhìn rất là hồn nha, hữu duyên. Đây, chôn đế đó bà con mình xem nha, rất là nặng nha bà con, 5,2 kg lần nha. Đây, con mình xem giao lưu cho bà con mình giá là 2.700.000 nha, 2.700.000, chất liệu là bằng đồng hết luôn nha bà con. Mã 25 mi là một tác phẩm là con cọp đứng trên cái đỉnh Vạn Lý Trường Thành luôn, có chiều cao là khoảng 37, tổng hoành đế thế này em đo là 62. Đây, cân nặng 6 kg nha, 6 kg. Đây, cọp kim tiền nha, đứng trên một cái đỉnh Vạn Lý Trường Thành, con mình xem nhìn rất là hồn luôn nha. Có giá giao lưu bà con của mình nha là 2.800.000 thôi, giá sale lỗ cho bà con của mình luôn nha, 2.800.000 đồng. Và mã số 6 y một tác phẩm là thằng tiền chúc phúc nha bà con, chiều cao em đo là 27, hoành chân đế như thế này là tầm 36 nha bà con mình, hữu duyên chất liệu bằng đồng. Đây, bà con mình thỉnh nóng quê là tiền tài tài lộc vào nhà, giá 1.700.000 nha, nặng 2,8 kg, 1.700.000 đồng. Mã số 27 này là một tác phẩm Đạt Ma Sư Tổ Qua Sông, đây rất là đẹp, rất là hồn luôn, có chiều cao em đo là 40, chiều ngang thế này là 28 nha. Đây, chất liệu là bằng đồng luôn nha bà con, hoành là 62. Đây, nặng là 8,5 kg, đây trừ hao bà con của mình luôn, 8,5 kg nha. Đây, tác phẩm này làm rất là hồn, con mình xem rất là đẹp, giá là chỉ 5,6 triệu thôi, trong đế bà con mình xem 5.600.000 đồng nha, nặng 8,5 kg. Và mã số 28, đây 28 em có hai cái mẫu mâm rất đẹp nha, mẫu này là tích tứ linh long lăng quy phụng, xung quanh viền là 12 con giáp, cái này có cái đường kính là 52 đi, con mình xem dùng mình dùng treo tường nha, mặt sau lưng đây. Cái này thì giá 800.000 thôi, em có hai mẫu, còn cái này là thuận bòm xuôi gió, con mình xem chốt mẫu nào liên hệ trực tiếp với bên em nha, chất liệu là bằng đồng, bà con mình về kiểm tra hàng bao con của mình luôn. Đây, 800.000 đồng, bao ship toàn quốc. Rồi, mã tiếp theo số 29 y, đây 29 đây thì em có một cái là hộp bằng cờ, đây bằng cờ này, hộp này bằng da nha bà con mình, khi đi thì rất là tiện lợi, vì đánh cờ đam mê cờ tướng đó nha bà con. Đây, rất là đẹp, cái này đường kính em đo là khoảng 55, chiều ngang là khoảng 50 đi, về bà con của mình chỉ cần xách đi là chơi thôi, những con cờ bằng đồng, chất liệu bằng đồng nha, đồng nguyên khối dày dặn luôn, đường kính là gần 4 phân luôn nha bà con, rất là dày. Bàn cờ này bao bà con mình chơi đời đời luôn nha, rất là hợp, rất là dễ sử dụng và mình khi cầm đi chơi luôn. Đây, bà con mình đam mê nha, giá là 5.800.000 một bộ này, 32 quân cờ bằng đồng và một cái hộp cờ thì bằng da. Mã số 33 này là một cây quạt đồng sông, này là long phụng xung quầy nha, 30 nha, có 30, chiều dài là khoảng 120, chiều cao lên em đó là khoảng 65, chất liệu bằng đồng dập nổi, bà con mình xem treo tường, có móc treo tường lên luôn, bà con mình về treo lên tường thì rất là đẹp. Đây, cái này nặng khoảng 2,3 kg thôi nha, 2,3 kg đồng thôi nha bà con, xem giùm em. Đây, có giá là 2.100.000 đồng thôi nha, 2.100.000. đây, giá sale lỗ chi ăn khách hàng luôn. Và mã tiếp theo là mã số 31, một tác phẩm Quan Vị Ca nha bà con, Quan Vị Ca tay cầm thanh long đao, tranh này là tranh của Tàu nha bà con, xem hàng giá tay 100%. Đây, chiều cao như thế này em đo là tầm khoảng 170 nha, còn chiều ngang này là từ 70 tới 72 nha. Đây, vẽ Quan Vị Ca nhìn rất là hồn, mà con mình xem rất là đẹp,
này là chanh giấy dầu, bên ngoài là giải nha. Tấm này em giao luôn bà con mình giá 900.000 đồng nha, 900.000 đồng quan diện ca, bà con mình hữu duyên sưu tầm. Và mã số 32, ủa 31 nha, rồi 32 xin lỗi, đây 32 là một cặp bình gốm Quảng Ninh quẻ tích sơn thủy nha bà con, hàng lành tích liệt lạc, có chiều cao 50, đường kính miệng 18 nha, hoành bụng 76, hàng lành tích không hề nứt mẻ tóc gió chỗ nào luôn. Con mình xem cho ông đế là một chữ A nha, đây con xem rất là đẹp này, sơn thủy. Cặp này em giao lưu cho bà con của mình làm tích liền lạc nha bà con. Đây gốm Quảng Ninh 3.700.000 thôi nha, 3.700.000 bao ship cho bà con của mình luôn, về kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. Mã số 33 là một cặp ché Quảng Ninh, đây cặp ché Quảng Ninh nói về tích sơn thủy nha, cũng bồng xuôi gió rất là đẹp. Đây ché này chết cao to bự nha bà con, đây bà con mình xem có chiều cao là khoảng 65, đây cao 65 nha, hoành là 108, hàng thì làm tích liền lạc, bà con mình xem đây nha, đây không hề nứt mẻ tóc gió chỗ nào luôn, đây làm tích nha bà con. Bà con mình hình dung có thể bơm cái bình này rất là to, đây nhìn nha, rất là lớn, đây một chung đế đây, làm tích liền lạc nha. Đây còn cặp đối với nhau luôn, làm tích bao ship cho bà con của mình một cặp này có giá là 6.800.000 đồng nha. Em xin nhắc lại đây là ché Quảng Ninh, hàng vẽ tay 100%, đây tuổi đời cũng tầm 20-30 năm nha, rồi bà con của mình xem. Rồi đến với mã tiếp theo số 34, tác phẩm cuối clip ngày hôm nay là một cặp sừng bò châu Phi, sừng thật 100% đế gỗ nha bà con. Đây có chiều cao như thế này em đo là tầm khoảng 78, còn cái sừng không á cao lên là khoảng 69 nha. Rồi hoành là 32, lành tích liền lạc, bà con mình về mình trưng phong thủy trong nhà rất là đẹp, không mình xem. Đây mọi chi tiết thì bà con mình liên hệ vào số điện thoại bên em nha, 0772 877278 nha, để mình kết bạn Zalo và chụp hình thêm đầy đủ cho bà con của mình. Bà con mình muốn cần những mặt hàng nào cứ liên hệ qua bên em sẽ cố gắng tìm cho bà con những mặt hàng mình yêu thích nha. Giá là 2.800.000 một cặp này nha, em bao ship luôn, cái này thì nó hơi nhỏ những cặp đôi vừa gọi nhiều luôn. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay, Bonsai Lan Nguyên cũng xin mến chào bà con nha. Rất cảm ơn bà con mình đã ủng hộ kênh, xem kênh suốt thời gian vừa qua. Em cũng rất mong bà con mình ủng hộ em clip này, em xin kính chào hẹn gặp lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nhé. Rất mong được ủng hộ nhiệt tình quý bà con trong clip này cũng như những clip sắp tới nha.